Sáu thứ quý giá nhất đời người có chết cũng phải giữ cho bằng được. Kính thưa quý vị, có bao giờ bạn tự hỏi điều gì đáng quý nhất trong cuộc sống của mình chưa? Thật khó để nói điều gì quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người, phải không? Vì mỗi người nhìn nhận cái gọi là hạnh phúc không giống nhau. Đó có thể là những người mình yêu thương, công việc mình đang làm, đam mê mình đang sở hữu, món đồ, kỷ vật, vân vân. Nhưng là gì đi nữa thì dưới đây là 6 thứ được người xưa xem là quý giá nhất trong cuộc đời, không ai được phép buông bỏ. 1. Sức khỏe là vốn liếng đắt giá nhất. Sức khỏe tốt chính là nền tảng của mọi thứ, sự giàu có hay danh vọng cũng chỉ là phần tô điểm thêm. Không có sức khỏe thì bạn chẳng thể làm gì, đừng nói đến hưởng được nhiều của cải hay danh tiếng. Sự ngu ngốc lớn nhất của con người trong thời buổi này là đánh đổi sức khỏe để lấy tiền, rồi sau đó lại dùng tiền để mua sức khỏe. Hãy ngừng làm việc thâu đêm quá sức, ngừng thức khuya và học cách trân trọng cơ thể, giữ gìn sức khỏe của mình hơn. Tiền không thể mua được cuộc sống và lợi ích không thể đổi lấy sức khỏe. Cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật, bình an, vô sự chính là phúc lớn nhất của một người. 2. Bạn bè là của cải đắt giá nhất. Dù có bao nhiêu mối quan hệ, quen biết bao nhiêu người cũng không bằng có được một người hiểu bạn. Con người sinh ra đều cô đơn. Có một người hiểu mình là niềm an ủi lớn nhất. Đời người nhiều giông bão tới đâu, có bạn cùng bước sẽ đều vượt qua được. Một hoặc hai người bạn tâm giao chính là của cải lớn nhất của đời người. 3. Sự mãn nguyện là vật sở hữu đắt giá nhất. Đạo Đức Kinh nói, tri túc giả phú. Người biết đủ là hạnh phúc, biết hài lòng chính là người giàu có, mong muốn là vô hạn, năng lượng có hạn. Bởi vậy, những người không hiểu thế nào là mãn nguyện sẽ là nô lệ của dục vọng cả đời. Cuộc sống này đâu gì hơn sự bình yên và hạnh phúc bên trong. Nếu mỗi ngày bạn đều bận rộn và không ngừng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, cuối cùng điều bạn nhận về luôn là sự mệt mỏi. Mục đích của điều này là gì? Hạnh phúc của mỗi người không nằm ở việc anh ta có bao nhiêu tiền, sở hữu những gì, mà là anh ta có bằng lòng với cuộc sống của mình hay không. Đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhiều. Muốn buông thì hãy buông. Cuộc sống như vậy mới bình yên và hạnh phúc. Trong cuộc sống không có bất hạnh, chỉ có bất mãn mà thôi. Có đủ cơm ăn áo mặc chính là may mắn. Không bệnh tật tai họa là điều may. Thứ đắt giá nhất trong cuộc đời này không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là sức khỏe, thời gian, sự đồng hành, bạn bè, mãn nguyện, vân vân. Với những thứ này, bạn mới chính là người chiến thắng thực sự trong cuộc đời. 4. Đồng hành là lời hứa đắt giá nhất. Đồng hành là món quà thời gian, sự giao phó cuộc đời và là lời hứa đắt giá nhất. Khi một người sẵn sàng dành thời gian cho ai đó, ấy là lời tỏ tình đáng quý nhất. Quý Lâm là chàng trai đi du học nước ngoài đã nhiều năm. Ngày trở về nước, anh đã không được gặp mẹ lần cuối. Trước khi ra đi, mẹ Quý Lâm đã để lại mấy câu rằng: mẹ biết rằng con sẽ đi và không muốn trở lại. Mẹ thực sự hối hận khi để con đi. Đêm ngày mẹ luôn mong nhớ về con. Nỗi đau này thực sự ngoài sức tưởng tượng của anh. Đọc những dòng mẹ để lại, Quý Lâm đã khóc lóc thảm thiết bên quan tài. Anh nói: con hối hận, thật sự hối hận. Con lẽ ra không nên rời xa mẹ. Dù danh tiếng, địa vị hay của cải trên đời cũng không gì có thể so sánh được khi ở bên mẹ. Sự đồng hành ấm áp, đó là khi một người nào đó trên thế giới này sẵn sàng dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho bạn đời của mình sau giờ tan sở. Cùng chơi với con cái nhiều hơn mỗi cuối tuần. Gặp bố mẹ nhiều hơn mỗi khi có thể. Chính bởi có những người bạn đồng hành này
mà cuộc sống của bạn mới không lạnh lẽo và cô đơn. 5. Thời gian là của cải đắt giá nhất trên đời. Đời người dù sống đến 100 năm cũng là một đi không trở lại. Dù cầu nguyện hay cầu xin thế nào, chúng ta cũng không thể để thời gian quay lại một lần nữa. Thời gian là cuộc sống. Lãng phí thời gian của chính mình là lãng phí cuộc sống, và lãng phí thời gian của người khác là mất đi cơ hội tạo ra tiền bạc. Học cách sử dụng thời gian, lập kế hoạch cho mình chính là cách lập kế hoạch cho cuộc đời. Thời gian của mỗi người là có hạn, bởi vậy hãy làm những gì bạn muốn, nắm bắt từng phút từng giây để sống hết mình. 6. Hòa bình là thành quả đắt giá nhất. Schopenhauer đã nói, cuộc sống là một chuỗi của những ham muốn. Ham muốn khi không được thỏa mãn là đau đớn, không được hài lòng là buồn chán. Cuộc sống chính là sự xoay vần giữa đau đớn và buồn chán. Trạng thái cao nhất của cuộc sống là thoát khỏi đau đớn và buồn chán, trong lòng cảm thấy bình yên và tĩnh lặng. Hãy cố gắng sống đơn giản nhất có thể, giảm bớt những ham muốn của bản thân, để những được mất ngoài kia không làm ảnh hưởng đến sự bình yên bên trong con người bạn. Hãy học cách nhìn cuộc sống này từ góc độ của một người ngoài cuộc. Đó là cách để bạn mở mang suy nghĩ của mình, không tự gò bó suy nghĩ của bản thân. Hãy học cách kiểm soát cảm xúc và không ngừng mở rộng tâm trí. Phong cảnh đẹp nhất trên đời không phải là vinh hoa, không phải là danh vọng, mà là sự tĩnh lặng từ trong lòng mình. Duy trì hòa bình, giữ sự bình tĩnh không nóng vội là tu luyện hàng đầu của mỗi con người. Kính thưa quý vị, thế gian này sẽ yên bình hơn, tâm hồn sẽ nhẹ nhàng hơn khi ta không còn bị tác động bởi ngoại cảnh. Sống một cách đơn giản. Mọi rắc rối trên đời đa phần xuất phát từ những trăn trở phiền muộn trong lòng. Thế gian này sẽ yên bình hơn, tâm hồn sẽ nhẹ nhàng hơn khi ta không còn bị tác động bởi ngoại cảnh, sống một cách đơn giản. Một người khôn ngoan sẽ không để 5 điều này vướng bận đến cuộc sống của mình. 1. Không lo tuổi tác. Đâu là độ tuổi đẹp nhất của đời người? 20 tuổi, 30 tuổi hay 40 tuổi? Trên mạng xã hội từng chia sẻ một đoạn clip ngắn 2 phút về sự thay đổi của một người phụ nữ từ khi 1 tuổi đến 100 tuổi. Đó là những bức ảnh từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, rồi qua trung niên đến tuổi già. Mỗi giai đoạn là một vẻ đẹp riêng, không khi nào mất đi sức hấp dẫn. Vậy, độ tuổi nào là đẹp nhất? Đối với những người không quan tâm đến tuổi tác, tuổi đẹp nhất chính là thời khắc này. Họ không lo lắng về tuổi già kéo đến. Họ tin tuổi tác không định nghĩa về một con người. Việc hiểu rằng sự già đi của phụ nữ đồng nghĩa với nhan sắc xấu đi, tinh thần đi xuống sẽ chỉ khiến con người bạn thêm lo lắng tiêu cực mà thôi. Một vẻ đẹp đích thực sẽ không bao giờ bị già đi, bởi chỉ cần có sự tự tin và nụ cười thường trực trên môi, 30 tuổi sẽ tươi trẻ như mới 15. Biết chăm sóc bản thân thì 40 tuổi cũng không khác 20 là bao. Tâm luôn thiện, tuổi 50 sẽ phơi phới như tuổi 25. 2. Không so sánh. Luôn có những người có cuộc sống mà chúng ta mong muốn, và luôn có những người ta thấy họ thoải mái và viên mãn hơn mình. Một trong những điều tệ nhất của xã hội chính là luôn so sánh bản thân mình với những người xung quanh. Ở Nam Mỹ, có một loài chim nhỏ, chiều dài cơ thể chỉ khoảng 5-6 cm. Tuy nhiên, điều đặc biệt là chúng thường làm tổ rất lớn. Những chiếc tổ mà chúng xây dựng có kích thước lớn gấp vài lần, thậm chí là 10 lần so với kích thước cơ thể chúng. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà động vật học đã phát hiện ra rằng khi không có hàng xóm và tự mình xây tổ, loài chim này sẽ dừng lại khi tổ của chúng vừa đủ để sống. Song khi có sự xuất hiện của những con chim khác, chỉ cần tổ của hàng xóm to hơn một chút là nó sẽ phải cố để xây của mình to hơn nữa,
vòng luẩn quẩn này cứ mãi tiếp tục cho đến khi một bên kiệt sức mà chết. Mọi sự so sánh trên đời này đều là khập khiễng và dẫn ta đến cạn kiệt năng lực, tiêu tan ý chí. Điều duy nhất bạn có thể so sánh chính là bản thân mình của ngày hôm nay so với ngày hôm qua. 3. Không bị bệnh tật ám ảnh. Trạng thái lý tưởng của cuộc sống không phải điều gì khác, chính là trong tâm vô sự, trên thân không bệnh và trong túi có tiền. Không ai trên đời có thể khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải bệnh tật, cũng như bảo vệ được những người xung quanh mình khỏi bệnh tật. Cuộc sống này đôi khi rất mong manh, nhưng nỗi sợ hãi chính là đòn phản công vô ích nhất. Càng sợ hãi, bệnh tật sẽ càng dễ tìm đến cửa nhà bạn. Càng ngoan cường, sống lành mạnh và tránh xa những điều tiêu cực, bệnh tật sẽ tự nhiên mà tránh xa bạn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy tạo cho mình thói quen khám sức khỏe định kỳ, duy trì vận động, sinh hoạt điều độ, nên học cách tự chăm sóc bản thân, lắng nghe cơ thể mình, không chủ quan. Nếu không may bệnh tật tìm đến, đừng tự trách bản thân. Cuộc sống là 10% những gì đến với ta và 90% là cách ta phản ứng với nó. Hãy điều chỉnh tâm lý để có thể nhìn nhận mọi việc một cách tích cực hơn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chống chọi với bệnh tật. Dù là ai, ở bất cứ độ tuổi nào, hãy luôn nhớ đặt sức khỏe lên hàng đầu. Người biết yêu bản thân, có trách nhiệm với gia đình là người biết giữ gìn, chăm lo sức khỏe. 4. Không mắc kẹt trong quá khứ, không lo sợ về tương lai. Kiểu người nào có cuộc sống khổ nhất? Đó là những người luôn bị mắc kẹt trong quá khứ và sợ hãi, lo lắng về tương lai. Họ không thể thoát khỏi những sai lầm, đau buồn đã xảy ra trong quá khứ. Nghĩ đến ngày mai cũng khiến họ rối bời bởi lo lắng về những điều tệ hại sẽ xảy ra. Có một vị sư già hỏi đệ tử trẻ tuổi, nếu tiến lên một bước con sẽ chết, lùi lại một bước cũng sẽ chết, con sẽ làm gì? Tiểu hòa thượng trả lời không chút đắn đo, con sẽ bước qua một bên. Đó cũng chính là bài học cho cuộc đời. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình không có lối thoát nào, không có con đường nào để đi, hãy thay đổi góc nhìn và bạn sẽ thấy sự việc không tệ như mình vẫn nghĩ. Bạn sẽ thấy nhiều con đường mở ra trước mắt, luôn có cách để chúng ta tiến lên. 5. Không sống để làm vừa lòng người khác. Điều khó nhất trong cuộc sống là gì? Đó chính là học được cách hài lòng với chính mình. Cuộc đời này đâu ai có thể quay ngược thời gian. Thay vì mãi cứ trách cứ bản thân hay chỉ sống để làm hài lòng người khác, hãy học cách tự làm hài lòng mình. Dù ở độ tuổi nào, hãy học cách trân trọng bản thân ở hiện tại. Dù bạn có ra sao, hãy học cách tha thứ cho sự không hoàn hảo của bản thân. Dù sức khỏe có hay không, hãy luôn lạc quan và không bao giờ bỏ cuộc. Khi đã được đến thế giới này, hãy làm sao để sống tốt nhất cuộc đời của mình.